Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Tất Thanh, chuyên viên kỹ thuật ở Tổng công ty Mạng lưới. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn cách thức sử dụng data 3G để đạt được tốc độ cao. Hiện đây ở đây thì tôi dùng một con iPhone 6 hỗ trợ tốc độ tối đa là 42 Mbps. Đây cũng chính là cái tốc độ mà tối đa mà mạng lưới hiện nay đang hỗ trợ. Tôi kết nối máy tính với lại iPhone, sử dụng 3G trên iPhone. Sau đó tôi bật Wi-Fi để sử dụng Wi-Fi phát ra từ iPhone để có thể sử dụng được data. Thì ở đây các bạn thấy tốc độ tối đa khi mà xem YouTube thì có thể đạt được lên đến sắp xỉ là 40 Mbps ở đây. Khi mà các bạn thực hiện download liên tục ấy, thì tốc độ nó khá ổn định. Còn nếu mà không thực hiện download, khi mà bạn download xong file rồi thì tốc độ nó sẽ tụt xuống một chút. Sau đó khi mà có nhu cầu thì download tiếp thì tốc độ nó sẽ lên rất là nhanh. Ở đây thì để thể hiện tốc độ thì chúng tôi dùng cái phần mềm gọi là LED Meter. Phần mềm này sẽ thống kê và ghi lại các cái tốc độ download trung bình trên dây khi mà bạn đang có một cái kết nối về download với mạng. Trục bên tay trái nào nó nói về tốc độ, hiển thị về tốc độ download của người dùng. Một số thông tin ở dưới đường nằm ngang này là thể hiện tốc độ max có thể download được và tốc độ download trung bình. Chữ màu đỏ đây nó thể hiện tốc độ download tức thì. Chữ màu xanh thì thể hiện tốc độ upload tức thì. Trong toàn bộ quá trình ấy thì phần mềm có thống kê lại tốc độ max có thể download được. Về mặt lý thuyết thì 3G hỗ trợ tốc độ tối đa là 32 Mbps. Hiện nay mà máy tính cũng đang hỗ trợ tốc độ này. Tuy nhiên ở đây thỉnh thoảng các bạn có thể thấy tốc độ nó vượt quá ngưỡng một chút là do có cái dữ liệu buffer đẩy về máy của người dùng rồi.